Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề ngược lại với những điều mà người đàn ông thường hay nghĩ. Đó chính là 5 điều mà người đàn ông thường không nghĩ đến khi mà ngoại tình. Có lẽ rằng người đàn ông khi mà đi ngoại tình á, họ thường hay không nghĩ đến những cái điều như thế này, nhưng mà cuối cùng thì họ lại làm như thế này. Thế nên là trong quá trình mà tôi tư vấn cho những người đàn ông ngoại tình, những người đàn ông đang khúc mắc vướng vào người thứ ba và những người phụ nữ đang có chồng ngoại tình và bản thân người thứ ba khi mà đang loay hoay mãi trong mê cung tình ái và rắc rối với cái mối quan hệ ba người, thì tôi đúc kết thành một cái video có cái chủ đề khá thú vị như lần này. Đó chính là 5 cái điều mà đàn ông thường ít nghĩ khi mà đi ngoại tình, hoặc là khi người đàn ông có người thứ ba, hoặc là cặp bồ cặp bịch ở bên ngoài gia đình. Cái điều đầu tiên á, thì rất là nhiều người đàn ông không nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ vợ lấy người thứ ba, hoặc là sẽ bỏ vợ để mà yêu người thứ ba, hoặc là bỏ vợ. Nói chung là người đàn ông không có nghĩ đến cái chuyện bỏ vợ. Lúc đầu là nói chuyện tán tỉnh, thậm chí là chọc ghẹo, hoặc là người đàn ông biết là mình đang làm sai nhưng mà nghĩ là nói chuyện vui thôi, chơi thôi, chứ đâu có nghĩa là nói chuyện với người này là tôi sẽ bỏ vợ đâu. Nhưng mà thời gian rất là dài, do những cái sự tác động vào cái câu chuyện đó, do yếu tố người thứ ba tác động nè, do người vợ hành xử không đúng trong giai đoạn hôn nhân nè, do người đàn ông tìm thấy những cái điều phù hợp ở người thứ ba, hoặc là bản thân người đàn ông đó có những cách hành xử tiêu cực khiến cho chính anh ta phải tự rời bỏ gia đình luôn. Đó là những lý do khiến cho người đàn ông không nghĩ mình sẽ bỏ vợ, nhưng mà cuối cùng trong một số các tình huống thì người đàn ông lại làm những cái điều mà mình không có nghĩ đến. Đó chính là người đàn ông có những cái trường hợp sẽ bỏ vợ hoặc là bị vợ bỏ. Thế nên là trong một số các trường hợp người đàn ông nói rằng tôi ngoại tình nhưng tôi không bỏ vợ, thì xin thưa với các anh là các anh không bỏ vợ nhưng vợ các anh sẽ bỏ các anh. Đó là cái tình huống người đàn ông mà đi ngoại tình ít nghĩ đầu tiên. Và cái điều thứ hai á, mà người đàn ông ít nghĩ đến, đó chính là bị lừa. Có những người đàn ông thì đi lừa gái, đi dụ gái, tức là anh ta ở cái trạng thái là đến dụ dỗ một người đàn bà nào đó, rồi quất ngựa truy phong, hoặc là biến đi không để lại dấu tích. Có những người đàn ông á, thì bị lừa vì mất đi một số tài sản rất là lớn, thậm chí mất toàn bộ tài sản nữa kìa. Nhưng mà có những người thì lại nghĩ rằng mình đi lừa người thứ ba được, nhưng mà cuối cùng là bị lừa luôn, bị người thứ ba lừa ngược lại. Rồi không có ngờ là mình sẽ rơi vào cái tình huống là giao một số lượng tiền rất lớn cho người thứ ba. Có nhiều người bị lừa rồi cảm giác như là không có thể lấy lại được cái số tài sản đó luôn. Thế nên là có một số người á, rất là khổ sở khi mà sang tên nhà cửa tài sản cho người thứ ba, đứng tên độc thân cho cái đối tượng đó. Thế nên là mặc nhiên tài sản đó là tài sản riêng của người thứ ba rồi, chẳng có lý do gì mà người đàn ông có thể đòi lại được. Rất là nhiều người đàn ông rơi trong cái tình huống này đã quay trở về Mỹ và hận tình khi mà tuổi đã về già, vì yêu một người không cân xứng về tuổi tác, cũng như là không hiểu rõ về đối tượng người phụ nữ đó. Trường hợp thứ ba, người đàn ông khi đi ngoại tình ít nghĩ đến, đó chính là người ta không nghĩ đến là người ta có một người vợ rất là yêu thương họ, và có một người bồ nồng nhiệt sẵn sàng chiếm cướp họ để mà có được họ. Nhưng mà họ lại không nghĩ ra một cái tình huống là họ vừa mất gia đình mà vừa mất bồ. Tức là người đàn ông nó không còn ai trong cuộc đời hết, tức là tay không. Đó, trong cái tình huống có nhiều người đàn ông đổi tên Facebook là hận tình. Đó, hận là hận ai? Hận người thứ ba chứ không có hận vợ. Bởi vì anh ta đã quyết định đơn phương ly hôn với vợ để chọn người thứ ba, mà cuối cùng á, người thứ ba bỏ anh ta. Lý do bỏ là sao? Thứ nhất là tính quá xấu, người thứ ba không có thể nào chấp nhận được cái tính đó, bởi vì từ trước giờ quen giấu tính, rồi làm bộ như là có tiền, làm bộ như ta đây là đại gia, nhưng mà tiền đó là tiền của vợ, tài sản là tài sản của vợ. Thế nên là khi mà ly hôn á, người đàn ông này chẳng có gì hết.
nhìn thấy người đàn ông ở trong một cái ngôi nhà to chà bá lửa mấy chục năm rồi, cứ tưởng là cái nhà đó là của ông này, tại vì thấy ông này có tên trong đó, nhưng mà thật ra là gia tài, là gia tài của vợ, vợ được người ta ủy quyền đứng giùm, thế nên là bán cũng không bán được. Thế nên là khi mà hiểu rõ cái vấn đề là tài sản không có gì của người đàn ông hết, thậm chí cái xe hơi cũng là vay trả góp mua được, thì mua được đến đâu thì trả lãi đến đó hết, chẳng có gì để mà căn cứ vào là sau khi ly hôn, kết hôn với người đàn ông đó thì người thứ ba và người đàn ông đó sẽ có một cuộc sống ổn định. Thế là người thứ ba cũng cảm thấy là cuộc sống quá phiêu lưu, khi mà ly hôn rồi mới biết ra cái chuyện là người đàn ông không hề có tài sản gì hết, người đàn ông bây giờ đi ở nhà thuê, chẳng được đồng tiền nào từ cái ngôi nhà ở chung ấy, tại vì đâu phải là nhà của anh ta đâu mà bán, không chia được, không bán được. Rồi bây giờ người đàn ông làm lương ba cọc ba đồng, nuôi không nổi thân mình nữa, làm sao mà có thể gánh vác được thêm người thứ ba nữa, thế nên là người thứ ba cũng bỏ luôn. Có những người đàn ông mất gia đình và mất bồ là như thế. Và cũng có trường hợp tôi tư vấn cho vị khách hàng, bản thân cô là buôn bán bất động sản, thu nhập của cô á, những cái năm mà được lời nhiều á thì cũng được khoảng 1-2 tỷ là chuyện rất là bình thường, hoặc là ế thì cũng 200-300, rồi 500-600 cũng có. Rồi những cái vấn đề này nó không dừng ở cái việc mà chồng ngoại tình, vợ đã hết sức năn nỉ, nhiều lần can ngăn nhưng mà chồng không có nghe. Và cuối cùng là người đàn ông nó quyết định là ly hôn với vợ, rồi lại rút đơn về, nhưng mà cứ nhập nhằng với người thứ ba mãi, khiến cho người vợ đơn phương ly hôn luôn. Ông chồng ông cứ tưởng là người vợ nói giỡn nói chơi, nhưng ai dè đâu là bà ly hôn luôn. Thế là anh này anh chẳng có tiếng nói gì hết. Ngày mà anh ra đi thì anh chỉ có ra đi với một cái kéo thôi, bởi vì anh bước vào là anh làm nghề cắt tóc. Rồi bây giờ anh bước ra đi thì anh cũng cầm cái kéo ra đi, có thế thôi, chẳng còn cái gì trong cuộc đời của mình. Vừa mất bồ, vừa mất cả vợ, tại vì người bồ nó cứ nghĩ rằng cái ông này sau khi mà ly hôn nó là sẽ được chia nửa gia tài, tại vì thấy nhà to nhà rộng mà quá trời tiền bạc, xe rồi các thứ, nhưng mà toàn là của vợ thôi, vợ kiếm ra nhiều tiền hơn. Thế nên là người vợ đó đâu có để cho anh chồng này có cái gì đâu, tài sản toàn tài sản trước hôn nhân không. Thế nên là người thứ ba ảo tưởng về điều này và có những cái mối quan hệ tình tiền nó quá rõ, thế nên là người thứ ba bị sốc, và người đàn ông kia sau khi mà thấy người thứ ba bỏ mình thì lại bị sốc. Cho nên trong cái tình huống mà người đàn ông mất gia đình và mất bồ, có thể nói đây là một cái cú ngã đau nhất trong cuộc đời của người đàn ông, là người đàn ông cứ tưởng mình có hai người đàn bà giằng co để giữ mình, cuối cùng cả hai bà buông tay, cuối cùng là ông rớt và trọng gỏng té. Đây là cái tình huống mà người đàn ông không có nghĩ đến. Cái điều thứ tư mà ít người đàn ông nghĩ đến khi mà ngoại tình đó là gì? Nghiệp quật. Những cái xui rủi trong thời điểm này, ví dụ như là tai nạn này, thiệt hại về tiền này, mất chức này, giảm bộc lộc này, bị xoay chuyển công việc. Các bạn thấy không? Cái việc này nè, thuyên chuyển chỗ làm, gọi là như vậy nó chính xác hơn, tức là đang làm ở chỗ này chuyển qua chỗ khác. Chuyển qua chỗ khác thì bất lợi hơn, đi xa nhà hơn, mệt mỏi hơn, tiền không được bao nhiêu, nói chung là bị giảm xuống rất nhiều. Những cái xui rủi nó quấn lấy người đàn ông trong giai đoạn này, đặc biệt có những người đàn ông bị tai nạn nhé, đang đi tự nhiên tông vào xe người ta, xong rồi tự nhiên bị gãy chân, đi té ngã một chút xíu rồi gãy chân, mà trường hợp đó đâu có ai gãy chân đâu. Ý là những cái xui rủi rất là nhỏ nhưng mà lại tạo thành một cái tai nạn rất lớn với người đàn ông đó. Thì những cái vận xui trong cái lúc mà người ta ngoại tình, gọi là có cái nghiệp tà dâm cuốn lấy họ, thì họ sẽ bị phá phước, họ sẽ bị tổn phước, thế nên là họ sẽ gặp những cái điều xui rủi như thế này. Cái điều thứ năm mà ít người đàn ông nghĩ đến trong cái giai đoạn hôn nhân đó chính là cái cảnh mà anh ta quay trở về với vợ, thê thảm quay về lối xưa. Cái ngày mà về với vợ nó ê chề lắm, cái ngày ra đi thì ngon lắm, hăng lắm, hung lắm. Rủa là vợ là cái người cản tài, xui mới ở với vợ, mất phước mới lấy vợ, rồi hả nói với vợ những cái lời cay độc, rồi thậm chí nói với vợ những cái lời khiến cho vợ tổn thương đau khổ đến mà tím gan tím ruột. Nhưng mà khi quay về thấy người vợ vẫn ở vậy, người vợ vẫn chưa có lấy ai, người vợ vẫn không có bồ bạch gì hết, quay về ê chề lắm, nhưng mà tự ái lại chẳng lên,
và không hiểu được là người phụ nữ đã phải chịu khổ sở như thế nào trong cái lúc mà anh ta bỏ đi, trong cái lúc mà chứng kiến anh ta ngoại tình, và trong cái lúc mà nhìn thấy anh ta ngạo nghễ bỏ đi với nhân tình, hoặc là người vợ phải đau khổ như thế nào khi mà chứng kiến cái cảnh mà người thứ ba nói hoặc là thậm chí chửi hoặc là công kích người vợ trong giai đoạn mà chồng của người đàn bà là vợ đang say tình hăng đi về phía người thứ ba, thì người vợ chịu rất là nhiều cái sự tổn thương. Bây giờ cái ngày tàn quay trở về với vợ bị mất hết tiền rồi, rồi bị người thứ ba đá, rồi trong những cái hoàn cảnh người thứ ba không chấp nhận nữa bởi vì thấy không còn có cái tài sản gì hết, thì người đàn ông bắt đầu quay trở về với vợ. Trong một số các tình huống thì có những người vợ không muốn kết hôn lại với chồng và sống cuộc đời giống hệt như tình nhân, tức là ông chồng từ trước giờ chưa chăm sóc vợ thì ông chồng bây giờ làm tất cả những điều đó cho bà vợ, và nói chung là có một cái thái độ chuộc lỗi. Còn cái chuyện họ quay về với nhau được hay không thì đó lại là một cái vấn đề do người vợ quyết định. Bởi vì người đàn ông á, ông ở trong cái tâm thế là luôn luôn chờ người vợ đồng ý để quay về, nhưng mà bà vợ có cho về hay không thì lại là một cái chuyện khác. Đây là mỗi cái câu chuyện khác nhau và mỗi cái vấn đề nó tùy thuộc vào sự phức tạp trong câu chuyện khi mà người đàn ông đó đã hành xử như thế nào trước lúc ra đi nữa, thì đó lại là cái kết quả của mỗi người bạn nhé. Hôm nay tôi chia sẻ cùng với bạn 5 điều người đàn ông thường ít suy nghĩ đến khi mà đi ngoại tình. Rất là mong rằng những người đàn ông xem video của tôi có thể nhìn nhận được những vấn đề này và ngừng được cái chuyện ngoại tình. Bởi vì cái hành động ngoại tình là cái hành động phá phước của chính bản thân người đàn ông đó, cũng như là sau khi mà ngoại tình thì người đàn ông có được gì và mất được gì. Lắng nghe video của tôi thì sẽ giúp cho người đàn ông thấu hiểu những cái vấn đề mà người đàn ông sẽ phải đối diện trong giai đoạn ngoại tình. Rất là cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu lắng nghe kênh Sóng Tình Yêu của tôi chia sẻ trong chủ đề này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vấn đề sau nhé.